Hello mọi người nhé, hôm nay thì 3 km nữa đi theo lối ra 32 dành cho Anna Sims Street. Đấy, các bạn đang nghe thấy tiếng Google Map thì mình với anh Hải đang đi đến quán phở của gọi là YouTuber Thằng Co. Bạn ấy là một bạn cũng khá nổi tiếng đấy. Chúng ta cũng đến thăm bạn này xem là đây là một quán phở tại Dubai. Đấy là một cái chi tiết mà mình rất là tò mò, cái quán phở này thì như thế nào. Liệu có ăn một quán liệu có ăn một cái bát phở không anh? Chưa tới mà sao biết được. Ok. Vừa ăn trưa với người bạn Thái Lan xong còn no lắm. Đấy, anh em mình tính nha. Để nói là mình tới đó thì mình tiếp tục quay cho Tết Trần, cho gia đình Tết Trần trước đã. Để xem như nào anh em nhé. Anh hay không thì chưa biết. Hello mọi người nhá, mình đã đến một nơi mà mình nghĩ là các bạn đã success mình gọi là nói với mình rất là nhiều rồi. Thì hôm nay là mình đã có mặt ở đây. Đây là một khu mà các bạn nhìn đặc trưng của Dubai, rất nhiều những tòa nhà chọc trời cao tầng. Và đây xin chào tất cả các bạn. Đấy, lại là cò đây, rất quen thuộc đúng không? Thì hôm nay thì mình đã đến đây và đúng như nhiều bạn nói thì anh sẽ đến thăm quán của cò. Thì đầu tiên là cò có thể giới thiệu qua một chút vào cái khu này được không? Anh rất quan tâm. Dạ, khu này thì là ở Marina. Còn cái chỗ này thì thực ra là em chưa phát âm chuẩn tiếng Anh. Hay là một lúc nữa vào thì em sẽ nhờ các bạn nhân viên giới thiệu địa chỉ quán của nhà em cho chuẩn cho mọi người biết. Dạ vâng ạ. Thế cái khu này là em nhà là nhà mình thuê đúng không? Dạ vâng, cái khu này là nhà em thuê cửa hàng ạ. Thật ra là cũng chưa mua được đất ở bên này đâu ạ. Ok, đấy các bạn thấy nhá, khu này là ở khu của cò dần rất nhiều các tòa nhà cao tầng vây xung quanh. Đấy, các bạn nhìn các bạn thấy. Thôi chúng ta hãy cùng đi cùng cò vào quán nào. Em mời anh ạ. Ok. Thì các bạn thấy là bên cạnh khu đường vào các bạn thấy có rất nhiều những cái như kiểu những cái chỗ bán đồ khác nhau đúng không? Dạ vâng. Pizza tạp hóa này. Cái chỗ này thì chắc là người ta mới sửa lại. Bên này thì là tiệm bánh. Rồi. Đây là cắt tóc bóng giặt là. Cắt tóc giặt là luôn. Hát quán đấy thì là quán nhà em ạ. Đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Sài Gòn Ethnic Việt Food. Rồi. Đây là quán gọi là quán phở, một trong những quán phở của Việt Nam tại Dubai các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Sài Gòn. Đầu tiên là anh thắc mắc là tại sao lại đặt là Sài Gòn nhỉ? Dạ, tức là cái tên Sài Gòn là tức là nó quen thuộc với Việt Nam anh ạ. Nhưng mà không hẳn là bán phở không đâu, mà nhà em thì có bán ba miền và cũng có nhiều món khác nhau để cho mọi người có nhiều sự lựa chọn ạ. Các bạn thấy là đây này, vào đến chỗ này phát thì chỗ này view rất đẹp luôn nhá. Này, ở đây em biết nhìn những cái tòa nhà này là có những tòa nào nổi tiếng không, hay là chỉ biết là đây là những tòa nhà chọc trời thôi? Tại vì là em mới qua thì em cũng chưa biết tòa nào nổi tiếng cả. Thế là chắc là cũng chỉ chọc trời thôi anh. Chọc trời đúng không? Ở đây thì bọn em hay nói vui là những cái tòa nhà này nó xây dựng nó không giống nhau. Nên là thường là bảo là những cái ông thiết kế là thường uống rượu hay sao ấy. Nên là mỗi nhà một kiểu khác nhau, có những nhà thì nó cao hơn những nhà nó xoáy. Không có hình thù gì cả. Đấy. Đây anh thấy đấy. Các bạn thấy không? Ủa nhìn thì thôi rồi. Nói chung là về Dubai thì bọn mình đến mấy ngày rồi, thế nhưng mà hôm nay thì mới đến chỗ khu của cò. Thì ở đây có một cái điểm mà mình nghĩ rằng nếu mà thuê ở đây không biết là có đắt hay không, bởi vì thấy có ngay mặt gọi là cạnh cái mặt một cái mặt hồ nhân tạo hay sao ấy. Đúng không? Đây là hồ nhân tạo anh. Đấy. Cái hồ này là người ta mới đổ một cái chất xuống để khử lại nước. Anh nhìn cái nước của bây giờ nó rất là xanh. Xanh đúng không? Dạ vâng. Rồi các bạn. Xanh. Còn lại những ngày trước ấy thì là cái nước nó hơi tức là màu xanh lá mà nhạt nhạt như kia kìa. Bây giờ là màu xanh da trời. Đấy. Khu này nói chung là nhìn rất là bắt mắt và anh nghĩ là nếu mà thời tiết mà nó mát mát thì ra đây ngồi cũng thích. Bây giờ thì hơi nóng nhỉ? Vâng ạ, thời tiết của Dubai thì bây giờ là tháng 6 thì bắt đầu là nó chuyển mùa từ mùa đông, gọi là mùa đông của Dubai nhưng mà thời tiết nó vẫn mát nhé. Chuyển sang mùa hè thì là hiện tại thì bây giờ nhiệt độ nó đang lên. Thì đến khoảng tháng 10 đến tháng 4 là thời tiết của Dubai cực kỳ tuyệt vời anh ạ. Rồi, các bạn thấy chưa? Bạn cò này sang một tháng này có vẻ nắm bắt rõ thời tiết rồi. Thế cò cho anh hỏi tí là em sang đây một tháng thì đầu tiên là anh nghĩ mọi người cũng rất là quan tâm, nhưng mà lại tại sao em lại tạm biệt Việt Nam để sang đây? Cũng có nhiều lý do lắm anh. Tức là mình hiện tại thì bây giờ em rất là còn trẻ nên là cái sự mà em qua đây ấy là em thích trải nghiệm. Vâng, với lại học tiếng. Em năm nay bao tuổi nhỉ? Em sinh năm 2002 cô anh. Ui dồi ôi, trẻ chưa? Rồi, cũng là một trải nghiệm rất thú vị của một bạn trẻ. Xin mời cô, em dẫn anh vào quán đây. Vào quán ạ.
Tuyệt vời chưa? Ngoài này là nóng quá nên là nhà em có phải lắp quạt ở ngoài này để khách ngồi ngoài này cho mát đó. Ông nào thích thiên nhiên ở đây nhá, dạ, nhưng vâng, vẫn phải có quạt. Cây tre giống Việt Nam. Giống Việt Nam chưa? Rất phong cách Việt Nam. Xin mời anh em nào. Đấy. Rồi ở đây thì các bạn nhìn thấy phong cách Việt Nam. Rồi xin chào các bạn. Đây là những người Việt ở đây rồi, những người Việt hiếm hoi mình được gặp ở đây. Mấy hôm mình mới được gặp các anh em ở đây. Rồi ở đây thì nhìn qua một chút tổng thể các bạn nhìn thấy ở đây có những cái nón. Đấy. Dạ. Cái sự trang trí này là như nào em? Em có thể giải thích qua anh em tí. Em giới thiệu qua thì những cái nón này hoặc là tranh ảnh ở đây đều là mang từ Việt Nam qua hết. Wow. Để deco cho nó giống nét Việt anh ạ. Ui. Từ Việt Nam mang xuống luôn hả? Dạ đúng rồi, nhưng cái tranh này anh nhìn thấy đây là phải thuê người, thuê người vẽ từ Việt Nam sau đó thì cầm qua bên này. Ui. Cho nhìn gần một tí đây. Dạ, vâng. Các bạn nhìn thấy đặc biệt không? Đây nhá, cảnh này là cảnh có ba cô gái, ba gọi là ba cô gái chở những cái giỏ hoa rất Việt Nam luôn. Áo bà ba đúng không? Đội nón và đòn sách hai cái đòn gánh, sách đòn gánh. Đây. Đây là cái tranh mà người ta vẽ bằng tre như kiểu sơn dầu ấy nhỉ. Rất hay. Rồi. Đấy, xung quanh quán đây, nó quán thì thực ra là cũng rất là nhỏ xinh, vừa phải. Tại vì là diện tích của quán này có thể là bày thêm nhiều bàn, nhưng mà do bây giờ ấy là đang dính dịch Covid nên là diện tích của quán là chỉ sử dụng được 60% thôi. À, tức là mình phải giãn cách đúng không? Mình phải giãn cách ra một chút. Đấy, bên đây thì các bạn thấy là có cả những cái kiểu cái mẹt. Cái mẹt này là trước mình ở quê hồi nhỏ là em hay thấy bà em dùng để đã gạo, sàng gạo. Sàng. Dạ vâng, đây là thuê người. Đấy, những cái hình ảnh rất Việt Nam đấy các bạn nhá. Rất Việt Nam này. Này, đây có cả cô gái mặc áo dài này, con trâu này. Những cái chi tiết mà mình nghĩ rằng là ai mà người Việt Nam đến đây thì rất là thích, vì nó rất là Việt Nam. Còn đây là anh của tôi, ông anh Thái Hải đến đây đến đây ngồi một lúc rồi đang làm việc. Đó, kệ anh ấy thôi anh em ạ. Anh em mình sẽ đi tìm hiểu một chút. Thì đây, quán nhỏ xinh này và đây có một cái mái như kiểu cái mái ngói ấy. Trông nó rất là kiểu chắc là phở sẽ và các món ăn sẽ được bưng ra đây đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là em mời anh tham khảo menu. Ok, anh em mình làm một tí menu đi. Dạ vâng ạ. Đây là menu nhà em đây ạ. Menu ấy, các bạn nhìn nhá, Sài Gòn Pastel ở Việt Nam. Cái này có một chi tiết nữa là anh đã thấy là search trên Google có luôn. Dạ vâng. Đấy thì cái này là bọn em là phải tìm cách để mà làm chứ đúng không? Chứ Dubai làm sao người ta sắp xếp cho mình được đúng không? Dạ đúng rồi ạ, tức là có phải làm á. Phải làm. Đây, qua một chút này. Món khai vị này. Chúng ta thấy có món gỏi cuốn tôm gà, bò bía, khai vị thập cẩm, bánh cuốn. Đấy, những món đặc trưng chưa? Phở chay. Bún bò Huế này. Ôi, bún chả này. Rồi. Phở này, phở bò này. Phở gà này. Bún bò Nam Bộ này. Lụm đu đủ này. Lụm gà xé phay này. Xiên nướng này. Vịt cuốn lá nho. Gà xiên nướng sốt lạc. Ui, menu hơi bị nhiều luôn ạ. Nem chay này. Nem tôm gà chiên giòn này. Bánh xèo này. Hoành thánh à. Món này anh lạ này, anh chưa ăn món này. Những cái món như thế này thì là thường là ở trong Sài Gòn nhiều hơn. Sài Gòn. Cơm rang kiểu nhà hàng này. Cơm rang rau này. Rau xào thập cẩm. Rau muống xào tỏi. Wow. Nhiều quá các bạn ạ. Nhiều món lắm. Phở xào, hải sản, cá chiên mắm gừng. Vịt xào húng quế. Phở xào chay. Gà xào hành nấm, bò lúc lắc, tôm sốt me, cà tím kho tộ. Đây là món kiểu cơm các bạn. À đây đồ uống đây. Trà sữa trân châu, wow. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy món trà sữa ở Dubai luôn. Trà đào cam sả, cà phê sữa đá. Rồi, đây là những món rất Việt Nam rồi đấy. Chè này, chè cốt dừa đấy. Wow. Ở đây đầu bếp của mình là như nào mà thấy nhiều món thế nhỉ? Đầu bếp của nhà em thì là 100% là đều là người Việt hết ạ. Người Việt sang đây? Dạ vâng, người Việt qua đây làm thì là cái vị của nó lên rất là chuẩn. Và anh nhìn ở trên menu hình như thế nào là nhà em cam kết là khi ra món là sẽ giống hình 100%. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Góc chè nhỏ này có cả đồ ăn cho các bạn trẻ nhỏ luôn. Đấy, rất hay. Thôi thì anh nghĩ là bây giờ thì mặc dù đã vừa nãy cũng ăn rồi nhưng mà xin phép được thử cái món phở đặc trưng đi nhở? Dạ, món phở được đặc trưng đúng không? Em mời các anh một bát nha. Ok, dạ. Thế bây giờ anh có thể đi vào xem mọi người chế biến được không? À, dạ được. Dạ. Ok. Mọi người ơi, trong lúc mà mình mới cò đang chờ đợi vào để xem
các món được làm ăn như nào, thì bây giờ mình sẽ hỏi thêm một chút về cò, về gọi là những hiểu biết của em về bóng đá Việt Nam nhá. Dạ vâng. Bởi vì là khán giả biết anh là một phóng viên về bóng đá mà, thì anh rất là muốn đặt ra một câu hỏi để như kiểu đố ấy. Dạ vâng. Đấy. Thế bây giờ anh đố em biết là cầu thủ công vợ mang áo số mấy? Số 10 ạ. Chuẩn. Còn đấy mà ông cũng biết thì ông đừng trách. Văn Toàn mang áo số mấy? Chết được rồi, chết để. Bây giờ câu hỏi rất dễ luôn nhá. Toàn Văn Toàn là một tiền đạo. Văn Toàn là một tiền đạo. Tôi gợi ý cho ông rồi đấy. Thật ra là em chỉ nhớ tên các anh ấy thôi, chứ còn số áo thì okay. Em không nhớ lắm. Tức là bây giờ em hâm mộ nhất là cầu thủ nào? Công Phượng anh. Công Phượng nhá. Dạ vâng. Anh sẽ hỏi một số thông tin liên quan đến Công Phượng nhá. Dạ. Công Phượng là gia đình chưa? Dạ rồi ạ. Rồi gì? Vợ Công Phượng tên là gì? Ôi chết rồi. Ông này hâm mộ cái này, các em thấy nào? Công Phượng ạ. Cái gì mà ca sĩ gì ta? Ca sĩ? Vãi trưởng. Không phải ạ. Không phải ca sĩ. Ông có nhầm với cầu thủ nào không đấy? Làm gì có chuyện ca sĩ ở đây? Em nhầm Giang Anh Công Vinh rồi. Ui giời ơi. Nào, cho nhớ lại. Công Phượng tên là gì? Vợ Công Phượng Hồng Đi. Em chuẩn bị thả. Ha ha. Không phải anh. Hoàng Minh Di là người yêu cũ của Công Phượng. Ôi trời ơi. Chết thật, chết rồi. Đốt nhà rồi, đốt nhà. Cửa đốt nhà bây giờ. Đốt nhà rồi. Vợ Công Phượng tên là Viên Minh. Viên Minh. Nhớ Viên chưa? Minh, dạ. Thế ông bây giờ... Không, tại vì là em rất là em muốn nhớ, nhưng mà tại vì anh Công Phượng anh đám cưới anh tổ chức kín quá. Đến ngày rồi anh mới công bố đây là... Lý do lý chấu lắm. Nhưng mà các bạn phải công nhận là đúng không ạ? Đúng. Tôi cũng nhận là đúng. Chỉ có những người như anh là giống như kiểu là hơi người nhà một tí thì có thể là biết được. Nhưng mà những người như em thì những hình ảnh trong đám cưới thôi cũng không được bật mí. Bí mật đúng cũng không? Được biệt, cũng bị bí mật quá. Thế bây giờ anh hỏi thêm là... đố em biết nhá, tại Dubai là đội tuyển Việt Nam đang tham dự giải đấu gì? Vòng loại World Cup anh ạ. Rồi, thế cái đấy mà không biết nữa thì thôi, tự đi xem bóng đá làm gì cả. Rồi, tiếp theo, anh hỏi thêm là, thế đội tuyển Việt Nam là tại AF Cup 2018 là giành cái ngôi vị nào? AFF Suzuki Cup 2018 là giải... là cái giải mà trận cuối cùng mình đá trên Mỹ Đình ấy. Vô địch anh ạ. Vô địch đúng không? Vậy tôi gợi ý cho ông đến trên Mỹ Đình nhé, ông không cần nhớ nữa. Rồi câu hỏi cuối cùng thôi, tôi câu này ông không biết thì ông đừng trách tôi. Câu ông bảo không hâm mộ Công Phượng đúng không? Dạ vâng. Tôi hỏi ông là Công Phượng là người tỉnh nào? Dạ, trả lời chắc chắn cho anh luôn là Nghệ An. Rồi, ok. Tuyệt vời. Rồi, thì thực sự là rất là cảm ơn cò hôm nay đã... cho anh trải nghiệm rất là nhiều món ăn. Dạ vâng. Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là vào bếp, vào trong cái khu bếp để xem là các món ăn được làm như thế nào. Và các bạn đừng quên là subscribe kênh YouTube của cò nhé. Cò đang sang đây và lập lại kênh YouTube mới. Em được làm mấy video rồi nhỉ? Em làm được 4 video rồi anh. 4 video. Dạ vâng. Thì kênh YouTube của cò đang làm lại. Thì bây giờ rất mong mọi người vào ủng hộ cò, bởi vì bạn ấy đang lặn lội ở Dubai sang đây để làm những clip cho anh em ấy, chuẩn bị có cưỡi lạc đà với cả kiểu cái gì chợ vàng đúng không, các thứ. Dạ, có anh ạ. Sẽ có tất cả những thứ đấy trên kênh của cò nhá. Bây giờ chúng ta cùng vào để xem là đầu bếp của nhà hàng của cò sẽ làm ăn như nào các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, như vậy là các anh nhà bếp đã sẵn sàng rồi. Rồi cò dẫn anh em vào đây xem là rồi. Xin mời mọi người vào. Em chào anh ạ. Hôm nay đây là đầu bếp sẽ chuẩn bị cho chúng ta món gì hả anh? Dạ, bây giờ hiện tại là mình có phở. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị phở. Dạ. Dạ, bây giờ em đang chuẩn bị bắt đầu cắt thái từ bên phía bên kia. Bên này là thái trước đúng không ạ? Đây. Đây là thịt bò đúng không ạ? Đúng ạ. Đúng ạ, thịt bò đấy ạ. Đây là thịt bò chín anh ạ. Thịt bò đang được thái ra. Ở đây có những thịt bò là có những anh em được biết là em biết là ở nhà nó có kiểu tái này, có chín này đúng không? Thì kiểu tái gầu này hay là tái nạm này, thì ở đây là mình có những cái thịt bò gì? Đây là gọi là thịt chín đúng không anh Thái? Đây là thịt chín á, với lại là nhà em có thêm thịt tái nữa. Có hai món là thái và chín đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là ở bên này thì là loại thịt bò nó cũng khác, nên là mình chỉ có hai loại như thế này thôi. Ngoài ra thì có thêm một loại nữa gọi là phở gà. Phở gà. Có một chi tiết nữa mà
Cô cũng vừa chia sẻ với mình xong là ở đây là không được bán thịt lợn đúng không? Đúng rồi. Chính vì thế mà chuyển hết thành thịt gà. Đúng rồi ạ. Các cái món như nào mình chuyển từ thịt lợn sang thịt gà nhỉ? Chẳng hạn như kiểu là món nem tôm chả gà. À. Thì thường là mình sẽ gọi là nem tôm thịt lợn ở Việt Nam mình, nhưng mà ở bên này thì là người Hồi giáo với lại là khi mà mở một cái nhà hàng Việt Nam ấy cần giấy tờ rất là nhiều, và cái giấy tờ mà liên quan đến thịt lợn ấy thì là rất là khó, nên là người ta không được bán ở bên này. À đấy. Ok, đây là các nguyên liệu để chuẩn bị cho món phở. Thì bạn thấy là có thịt bò này, có hành đúng không ạ? Đây. Dạ đúng rồi. Hành. Đấy. Hành lá. À. Hành lá. Đây là gì? Bò tái. Bò tái. À, tức là một bát phở là chỉ có một món, một loại thịt chứ đúng không ạ? Hay là hai ạ? À, một bát phở là mình sẽ có vừa tái vừa chín ạ. Wow. Còn tùy theo các yêu cầu thì wow. Các bạn thấy đặc biệt chưa? Rất khác biệt so với những gì mà chúng ta hay ăn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì chỉ một tái hoặc một chín đúng không? Bây giờ là nước dùng đâu hả anh? Cho em... đây là bánh phở tươi. Bánh phở đúng không ạ? Cho em xem một chút ạ. Đây. Bánh phở tươi của Dubai. Cái này là mình phải về mình làm hay không, hay là mình mua sẵn ra như này rồi ạ? Cái này ở đây là nó có cung cấp sẵn. Ok, thế cũng thế thì cũng khá giống mới ở Việt Nam chứ anh nhỉ? Nhưng mà chất liệu nó hơi khác ở Việt Nam, là bởi vì ở bên đây là mình đa số mình sử dụng mặt hàng ở bên đây. Chứ thì không thể nào đẹp 100% như ở Việt Nam, không thể nào ngon như ở Việt Nam được. À, nó chỉ được phần nào, nó khoảng 90% ở Việt Nam rồi. À, vâng. Còn ok. Nước dùng thì bên đây rất là khó để mà để có lò nước dùng lớn, cho nên em chia ra thành nhiều phần nước dùng nhỏ để bán nguyên trong ngày. Thì ở đây là một phần, sau đây là mấy anh em sẽ chuẩn bị phần nước dùng nhỏ. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị ra một quán phở để bán như thế nào, em sẽ hướng dẫn cho anh rồi. Vâng, rồi em mời anh cứ hướng dẫn thôi. Đây. Đây em có thêm một món nữa, gọi là món bún bò Huế. Bún bò Huế đấy rất là đặc biệt ở bên này. Thứ nhất là cái hương vị nó rất là giống Việt Nam. Thứ hai là có một loại bò viên. Cái bò viên đấy là nhà em tự làm. Mà nếu mà ok thì em xin phép là em được mời anh thêm bò đấy nữa. Trải nghiệm thêm là khác gì luôn với Việt Nam không? Chứ gì làm cho bọn anh bắt một bát bé thôi, chứ không phải ăn được nhiều như thế. Với lại là những cái món mà mình không có thịt lợn mà mình ăn thử xem là nó đúng vị Việt Nam hay không. Thì em xin phép là nhà hàng mời thêm anh thêm món đấy nữa rồi. Để anh ăn thử nha. Các bạn thấy hôm nay mình sắp bội thực rồi nhá. Ok, chúng ta cùng chứng kiến đầu bếp làm một món phở thôi. Nước tráng cái nước dùng xong bắt đầu sắp các cái miếng thịt vào. Rồi. Thịt bò. Thịt bò tái sẽ được nhúng vào nước sôi. Một ngày trung bình mình bán được khoảng bao nhiêu bát như này hả anh? Tầm khoảng 3-40 bát. 3-40 bát. Vâng. Rồi. 30-40 bát mỗi loại đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Đấy. Ta để nước dùng coi là đang. Nước dùng đang chờ sôi các bạn nhé. Sôi thì mới chắc nước dùng vào. Đó, các bạn thấy chưa? Các đầu bếp đang rất cố gắng để làm một cái bát phở đúng hương vị Việt Nam, đúng hương vị của miền Bắc. Rồi. Hy vọng là mình chuẩn bị được thưởng thức rồi. Trông rất hấp dẫn anh em ạ. Các nguyên liệu. Đừng có nếm nếp gì hết. Bắt đầu ở dưới chưa hả anh? Rồi, vâng. Ok. Rồi. Cái bát này to quá anh ạ. Vâng. Đây là bát size M. Size M hả anh? Vâng. À tức là mình có theo size ạ? Vâng, có hai size, mình có size F và size M. À, ok, đây là một bát.
rau của phở. Đang nhìn xin một đĩa rau của phở. Xoay ép. Ồ xoay ép. Còn đĩa để em làm thêm một bát xoay. Em làm luôn. Thôi anh đừng làm nhiều anh ạ. Xoay ép bọn em không ấy đâu. Chỉ làm như này là mọi người đủ hiểu đây nhá. Đây là xoay ép này. Small này, đây là medium này. Đấy, thì các bạn hình dung rồi chứ làm sao mà làm xong rồi không ai ăn thì phí quá anh ạ. Ok, em hình dung là món bây giờ còn đĩa rau đúng không anh? Đĩa rau đúng không? Rau này thì có những loại rau mà nhà em phải lấy từ ở Việt Nam qua, bởi vì là ở bên này không có. Nhập thì là từ là Việt Nam sang. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ok, chúng ta chờ một đĩa rau. Mọi người ơi, bây giờ thực ra là các anh nhà hàng rất là muốn mình ăn nhiều như thế này này. Nhưng mà bây giờ mọi người sẽ cho vào nướng trước. Đây là chả. Chả này thì là bằng thịt gà đúng không ạ? Đúng rồi, thịt gà. Không phải thịt lợn mọi người nhé, ở đây không được bán thịt lợn. Rồi, xin mời anh cho vào cái lò nướng. Đó. Còn đây là các cái bát bún cũng như là rau thơm này. Rồi là các loại rau sống này, giá này. Đấy, vào bát nước dùng. Đấy, cho cái chả ra là sẽ có một bát nữa, gọi là bát bún chả mọi người ạ. Ủa hôm nay ăn này chắc là no đến sáng ngày mai mất. Nhiều món và thực sự là rất là no đấy các bạn. Còi đang muốn là mình thưởng thức rất là nhiều món nhưng mà thật sự là mình sợ là không thể thưởng thức hết được. Vì các bạn nhìn này, một cái suất to như này. Đây bàn tay của tôi đây. Bàn tay tôi đây. Và các bạn nhìn to như này thì làm sao mà tôi ăn được. Bàn tay đây nhá. Cầm lên chung như bạn hình dung được cái độ to chưa. Đấy. Anh đã nhìn cái bát bún chả có sự gì khác biệt với Hà Nội chưa? Khác nhiều luôn đấy. Anh chưa bao giờ thấy bún chả nào mà cho tất cả mọi thứ như thế này vào. Anh nhớ là bún chả là như có cái giá đỗ là với cả bún thì là đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà có thêm cái này. Rau nó là rau đúng không? Tí tô, uống quế, kinh giới. Những cái rau mà ở Việt Nam mình có phải nhập từ Việt Nam qua đến bên này thì để làm một bát bún nó có cái hương vị của quê hương mình không? Đấy, rất khác biệt. Dạ, ở đây thì em phải nhập từ Việt Nam qua để em sẽ đắp một cái bát bún như thế này. Để mang cái hương vị Việt Nam mình qua đến đất nước. Bún ở đây thì có nhiều người ta thích ăn đâu mà anh, bún chả ấy. Dạ, rất là nhiều người thích ăn ạ. Nhiều người ạ. Em thấy bún chả ở Việt Nam mình thì khách nước ngoài người ta đến người ta ăn rất là nhiều ấy. Dạ đúng ạ. Thì hiện tại bên đây cái món này cũng là một trong những món best seller của nhà hàng. Với lại đấy. Mang cái đậm chất của thành thủ đô Hà Nội luôn ạ. Bán chạy nhất đây các bạn. Dạ vâng, đúng rồi. Hy vọng ở Việt Nam thì có bún thịt nướng. Bún thịt nướng thì nhà em cũng có luôn ạ. À đấy. Quá nhiều món luôn. Anh em mình mà có thời gian đây chắc tôi phải mỗi ngày đến thử một món mất anh em ạ. Ở cái khu tôi ở ấy là thật sự là không nhớ món phở và nhóm món bún chả này vô cùng luôn. Thế mà bây giờ mấy ngày rồi mình sang đây cũng phải hơn 10 ngày. Bây giờ mới bắt đầu nhìn thấy phở mới thấy bún. Thèm quá, bây giờ chờ nốt cái cục đoạn cuối thôi là bắt đầu mình được ăn rồi. Mọi người ơi, như vậy là xong cái phần ăn rồi. Đây, cò đang bê cho tôi đây anh em. Tôi đang may mắn được em cò của tôi. Đó. Đây, em mở đây. Tuyệt vời luôn. Ồ, một bát phở. Tôm ớt của người Việt nhưng mà cũng nổi tiếng. Tôm ớt là có tức là mang từ nước ngoài à, ta mang từ Việt Nam về hay là như nào em? Thì cái tôm ớt này là như nào? Ồ, mà hay chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Ồ, tôi sẽ thử món này đây anh em ạ. Đây là món thứ hai cò mang ra cho anh em tôi. Món gì em? Hành chiên anh ạ. Hành chiên. Bây giờ mình tránh vào nhóm mọi người mình tập luôn. Anh em ơi, đây là món bún chả này. Hôm nay bữa ăn này là bữa ăn đậm vị Việt Nam nhất từ hôm tôi bắt đầu sang. Dạ, mình đã bảo làm ít rồi. Đây. Anh em nhìn thấy kỹ chưa? Mới có cả nem này. Nhìn hơi bị đặc biệt luôn. Rồi, tới giới thiệu với mọi người. Ngồi bên tay phải của màn hình là anh bếp trưởng. Đấy, vừa nãy em chưa kịp phỏng vấn anh nhưng mà em đã phỏng vấn rất nhiều các anh đầu bếp trong nhà hàng rồi. Đấy thì
anh chia sẻ một chút được không trước khi chụp tấm ảnh cùng với cả mọi người? Thì em được biết là chị có giới thiệu là anh sang đây cũng phải 20 năm rồi đúng không anh? À, đúng rồi, từ 2003 nhé. 2003. 19 năm rồi. Vâng. Thế thì chắc là anh cũng nghiên cứu với cả anh làm nhiều món ăn Việt Nam thì anh thấy là cái khẩu vị của những người kiểu Việt Nam ở bên nước ngoài này thì ăn nó có khác gì nhiều với cả cho người Việt Nam ở Việt Nam không anh? Cái khẩu vị mà cho người Việt ở nước ngoài này thì anh thấy nó vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi, nhưng mà nấu để cho người nước ngoài mà ăn món Việt Nam thì mình có phải hơi thay đổi đi một chút. À vâng. Giảm bớt những cái gia vị nặng. Vâng. Để cho nó phù hợp hơn. Vâng, họ đấy ăn hơn. Cụ thể những cái thông tin của anh bếp trưởng thì các bạn có thể lên trên báo Soha, báo Bình Dương của anh Hải để anh các bạn đọc chia sẻ. Còn đây là chị chủ quán, chị của bạn Cò. Đấy, thì chị có thể chia sẻ là em được biết là Cò cũng sang đây thì chị thấy Cò từ khi sang đây thì thích nghi với cả Dubai thế nào hả chị? Cò thì từ ngày mới sang thì cũng chưa có thích nghi được nhiều lắm, nhưng mà gia đình cũng đang cố gắng để giống như Cò hòa nhập với cuộc sống ở Dubai hơn. Bởi vì là khi bạn biết là giống như một đứa trẻ mà khi mà đến một môi trường mới cộng thêm cái ngôn ngữ khác biệt thì cũng cần phải thời gian để thích nghi, nhưng Cò cũng đang rất là cố gắng để thích nghi với cái điều đó. Thì gia đình cũng rất là vui vì cuối cùng Cò cũng về đây để giống như cả gia đình cùng phát triển ở bên này. Đoàn tụ đúng không ạ? Dạ, đoàn tụ. Em hỏi thêm một câu nữa trước khi chụp kiểu ảnh chung là lý do lớn nhất mà chị muốn mở một cái quán đậm cái bản sắc Việt Nam ở bên Dubai là gì ạ? Giống như mình đã chia sẻ là anh bếp trưởng, anh Phú và mình là bọn mình có thời gian chơi với nhau rất là thân và rất là lâu. Thì bọn mình sống ở xa quê cũng rất là lâu. Thì bọn mình ngoài cái việc là nhớ quê hương thì bọn mình còn muốn được truyền bá cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bọn mình muốn rằng là các bạn bè quốc tế nhìn vào và ăn thử món ăn thuần Việt và biết rằng là đồ ăn Việt Nam thật sự của mình là một món ăn rất là lành mạnh, rất là, và cái vị khẩu vị ấy nó rất là quan trọng, bởi vì mình không muốn bạn bè quốc tế ăn một cái món ăn mà lai tạp giữa vài ba nước và gọi đó là ẩm thực Việt Nam. Thì mình chỉ muốn truyền bá đến bạn bè quốc tế văn hóa ẩm thực thuần và thật Việt Nam nhất. Một cái vị rất riêng đúng không chị? Đúng ạ. Mình muốn chia sẻ với các bạn là sau bữa ăn này là bên tay phải của Hải là Linh Anh, một chuyên viên tài chính tay phải, và đã bỏ cái nghề chính của mình để mà mở quán ăn này. Bên tay trái của mình là một anh đầu bếp, anh Linh Phú, và đã có 20 năm nấu ăn rồi và 15 năm nấu ăn cho 1 tỷ phú của Dubai nha các bạn. Trời. Nhưng mà hai con người này đã bỏ công việc chính của mình là và về đây mở lên nhà hàng này, và hy vọng là tuyệt vời rồi, hãy tặng chành những tràng pháo lai cho mọi người đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ chụp một cho mọi người một kiểu ảnh nhá. Đây có một cái bức tranh luôn. Thì nói thật là hôm nay Cò rất muốn là giới thiệu với cả mình đến rất là nhiều món. Nó thật là chắc là như này chắc không ăn hết được, nói thật không thể. Anh ấy còn thêm món này nữa các bạn. Món này món gì nhỉ? Dạ món này gọi là nem tôm gà. Nem tôm gà. Ôi ôi, này sao hết được đây. Đây, em ngồi đây với anh. Hết rồi đúng không? Dạ, hết rồi, ngồi đây với anh. Em vẫn còn menu. Vẫn còn menu, thôi. Anh chắc chắn là không ăn được hết rồi. Bây giờ thật là các bạn nhìn biết là có mang ra rất nhiều món để giới thiệu. Đấy. Ok, anh sẽ thử cái món phở trước đi. Dạ, anh nghĩ món phở. Món phở này thì mọi người biết rồi. Đây, anh Hải, anh quay lên gần một chút để cho mọi người. Dạ, đây là cái thìa ăn phở. À, đây thìa ăn phở đúng không? Dạ, vâng, anh lại không biết. Cái thìa này thì nó hơi nhỏ. Thói quen ăn phở của mình thì chắc là cũng giống nhiều người, bắt chanh vào đây, xong nó ở dưới. Em có ăn phở đây không? Dạ có. Cũng hay sáng dạ không ăn phở đấy luôn. Em là một trong những bạn rất là may mắn, bởi vì mà khi mà qua bên nước ngoài có đồ ăn Việt để ăn. Đây là tương ớt. Tương ớt đúng không? Anh không ăn tương ớt. Nhà em còn mức dầm. Còn anh cũng không ăn giấm luôn, anh chỉ ăn chanh với cả phở này thôi. Đấy. Em hen sáng bằng phở đúng không? Anh cũng hàng phở, bánh cuốn, những cái món đồ ăn sáng của nhà em hay có. Thì các bạn thấy là cái thịt bò thì được thái rất là, nói chung là nhìn này cắn rất là thích này. Mình lại thích ăn thịt bò dày như này cơ. Ở nhà thì anh hay gọi ăn món tái gầu. Tái gầu. Ừ, tái gầu. Đấy.
có một điều đặc biệt là ở bên này thì phở được bán sẵn. Hơi thấy Dubai bắt đầu thì thấy cũng hay đấy. Có cả phở bán sẵn, bánh phở bán sẵn này nữa. Thôi xin phép phở nhá. Dạ vâng ạ. Đây là đúng là anh bếp trưởng người Hà Nội đúng không? Anh bếp trưởng, đã đúng thôi, đã em là người Hà Nội ạ. Hơi chuẩn, đúng kiểu Hà Nội anh em ạ. Đây là ngày đầu tiên thì khi tôi ra thứ ba tôi được ăn một bát phở. Nói chung là thật sự là lúc này thì đang hơi bị no vì vừa ăn trưa thôi. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ ưu tiên món phở ăn nhiều nhất vì nó thật là mình không muốn nói nhiều về gọi là chất lượng. Các bạn nhìn mình ăn các bạn sẽ biết rất nhiều clip các bạn nhìn mình ăn các bạn sẽ biết mình ăn như thế nào đúng không? Không, em nhìn thân hình của anh này em biết là anh ăn như thế nào. Đang có cái số 10 chứ không phần của tôi các bạn. Hả? Đang có cái số 10. À, anh ăn món phở này thì anh thấy cái vị của nó khác Việt Nam. Anh thấy hơi sang một tí nhưng mà anh thấy vẫn giống như cái phở miền Bắc mình nha. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Dạ vâng. Thực ra anh thấy cái khác lớn nhất là cái bánh phở nó không thật sự giống cái bánh phở ở miền Bắc của mình. Đấy là cái điều mà anh thấy nó khác, nhưng mà cái cơ bản là cái hương vị anh thấy nó rất giống với miền Bắc. Anh nghĩ là tất cả những ai mà xa quê mà ăn món này thì sẽ nhớ ngay đến phở Hà Nội, khẳng định luôn. Anh với vợ anh có một sở thích là đi ăn phở ấy, là hay đến quán mà bánh phở à cái thịt ấy, nó to này. Anh không biết là tại sao mà anh đầu bếp anh lại làm món này, bởi vì nhất không bình thường là nhà em bán miếng thịt nó cũng như này. Tức là như lúc đầu mà em giới thiệu ấy là trên menu là nhà em nhìn sao ấy, là khi mà mang đồ ra ấy là như thế, nó sẽ in như thế. Cho tôi xem hình cả. Dạ. Đồ menu đâu ông cầm lấy tôi xem nào. Đấy, không cần lên tôi xem. Đây, để em tìm những cái món mà mình đã ra nha anh. Một tô phở như thế này giá bên Dubai bao nhiêu tiền vậy con? Chị ơi, một tô phở thì giá mình bán bao nhiêu tiền đấy? Như đây là size M. 45 DH. Đấy, các bạn thấy một tô phở này đầy đặn không? Thịt thì nhiều nữa cơ. Đây là món nem tôm. Đây các bạn nhìn thấy ảnh đấy. Anh em nhìn qua ảnh và đây là thực tế. Có thể giống y hệt không anh em? Chắc y hệt thật. Chắc là cái này nó chỉ khác cái này ở chỗ là cái này sẽ được cái màu sắc nó qua ảnh. Nó sẽ chỉnh sửa một chút cái ảnh nó sẽ màu nó đậm hơn một tí. Nhưng mà về cơ bản anh tôi thấy giống hệt đấy. Như anh em sinh đôi ạ. Sinh đôi đúng không? Đấy. Rồi anh xin phép ăn một miếng phở rồi xong rồi anh sẽ chuyển sang món khác chứ anh không ăn thể ăn được hết đấy. Dạ vâng ạ. Bây giờ hay là anh Hải chuyển sang ăn món khác cho em quay cho anh chứ. Đúng không? Anh món gì đi. Bây giờ anh cũng thích anh phở như em mà bây giờ em cứ ăn món gì. Đây có món bún chả lắm mà. Nhưng mà bây giờ cũng thấy nhờ Linh Anh ơi, Linh Anh anh nhờ tí giờ này bây giờ cái bún chả này. Em phong làm hai đi chứ bây giờ một người chắc em không hết đâu. Cứ như là nhờ em phong làm hai đi rồi anh sẽ cùng anh với Tết. Phải hả? Anh ăn đi. Anh không hết đi. Nhìn cái tô bún chả nó như vậy thôi. Nhưng mà bên dưới á, là có đầy đủ hết các loại rau nên nó độn lên. Độn lên hả? Dạ, nhưng mà thực ra là cũng khá là lớn. Em cũng lớn. Anh nói là bây giờ mình đang thương thức chứ không nói là anh ăn hết được nữa. Bây giờ mà ăn hết cái phải là em chịu luôn không ăn được một miếng nào. Mà thường là người Việt Nam mình ăn cũng cái phần cũng nhỏ hơn. Đúng rồi. Thật ra bây giờ theo anh nghĩ là cái tô này mình nên phân làm hai đi. Yeah. Em sẽ thử món này đi. Em thấy món này hấp dẫn này. À, món đấy là một trong những món mà bán chạy nhất của nhà. Cũng là best seller luôn đấy. Best seller và lại còn nữa là của món đặc biệt của chef. À, món đặc biệt của anh chủ. Của anh chủ nhà hàng là từ cái khác biệt so với tất cả các nhà hàng khác là từ cái viền bà chủ nhà hàng. Bạn đây các bạn nhìn kỹ món này một tí, món này tên chuẩn là gì hả chị đọc cho em ạ. Món này là hoành thánh tôm hùm. Lần đầu tiên em được nghe món này luôn. Hoành thánh tôm hùm. Đúng rồi, món này là một trong những món đặc biệt của anh đầu bếp. Từ cái viền của vỏ bên ngoài cho đến cái nhân bên trong là những công thức đặc biệt của anh ấy làm ra. Nên là sẽ không có thể nào lẫn được với quán nào khác.
Các bạn nên thử món này các bạn ạ. Ở Việt Nam tôi chưa ăn món này bao giờ luôn. Không quá. Trên là có quốc phần. Ủa anh Hải ngon đi, anh Hải món này ngon cực luôn đấy. Thì mình đang quay cho mày làm sao mà anh? Món này thì mình thấy rằng là ở cái khu vực mà Đà Nẵng, Hội An ấy, là món này là một trong những đặc sản của vùng đó. À, cơ bản là em chưa được ăn món này, đâm ra là em thấy rất là lạ và rất là ngon. Thì có một số bạn thì sẽ thắc mắc rằng là tại sao ở Việt Nam nói là nhà hàng này bán những món thuần Việt mà Việt Nam chưa từng thấy ăn món này. Mình nói với các bạn rằng là món mình nhà hàng Sài Gòn này là sẽ bán những cái món ăn mà của trên toàn đất nước Việt Nam. Những cái món ở những cái vùng miền là những cái đặc sản của nơi đó thì Sài Gòn có. Và món này là một trong những món của Hội An Đà Nẵng. Mình chia sẻ cái phần này ra làm hai. Em sẽ ăn thử món này. Chán em. Hôm nay được đổi gió mọi người ạ. Mọi người từ ngày ăn cơm ở khách sạn tự nấu thịt hộp hấp mang từ Việt Nam đi. Hôm nay được. Hôm nay giá mà mỗi ngày mình được ăn một món này thì nó lại tổng hợp tất cả được một bữa. Chỉ cần tới Sài Gòn thôi là sẽ có đầy đủ. Đúng rồi. Nó này cứ là giống mẹ em làm hết. Món này giống mẹ tôi làm các bạn ạ. Mẹ tôi hay cuốn chẩn em lắm. Món này giống mẹ tôi làm này. Anh ăn nhé. Anh có cảm nhận được nó khác biệt gì không ạ? Anh lại thấy giống mẹ anh làm luôn ấy. Nhưng mà thật ra là cái thịt gà ấy. À đấy, thịt gà hả? Đúng rồi. Ờ à, cho mình ăn mình thấy ngon quá, mình không để ý em ạ. Không để ý được cái vị thịt. Nhưng mà cái vấn đề là anh thấy là cái này này, nên là cái nước chấm này nó làm cho anh rất giống cái vị mà mẹ anh làm. Anh thì anh không phải là chuyên gia ẩm thực hay là đầu bếp gần, nhưng anh chỉ biết là nó phải cảm nhận thôi. Giống cái vị mẹ anh làm. Hết. Các bạn nên thử. Chả biết phải nói gì nữa, chỉ biết là ngon ăn cái này không? Có thể ăn một ký bún. Tối nay đội tuyển Việt Nam tập luyện anh em ạ. Phải làm một ký bún như này cho nó có cái hồ để còn làm việc cho nó sức. Những cái rau mà như kiểu quế này là nhà em cũng phải lấy từ Việt Nam qua nha. Ờ, đây hả? Đúng rồi, nó tương đối hết rồi. Kỳ công chưa các bạn? Nó kỳ công. Đó. Lần đầu tiên tôi được ông YouTube nổi tiếng, ông có chứng kiến tôi ăn không ạ? Chứ nhìn lại ông nuốt lắm rồi. Đấy, ngày nào ông cũng ra đây ông này ông sướng nhất đâu. Em may mắn hơn các bạn khác rất là nhiều, là qua đây là chưa phải ăn đồ ăn người à bao giờ. Hôm qua em có đi sa mạc thì em có trải nghiệm được đồ ăn của người Ả Rập. Thật sự là rất khó để ăn. Ừ, vì là mình không hợp cho lắm. Mình là con người thuần Việt tôi thấy ngon thì khó ăn. Có hai điều mình muốn chia sẻ các bạn trong video này. Một là những ai mà đã đến Dubai học tập và làm việc nên đến quán của Cò. Các bạn cũng mở các bạn. Điều thứ hai là Cò đang ở Dubai và sẽ có rất nhiều những hành trình tại Dubai. Các bạn hãy like subscribe kênh YouTube của Cò. Mình sẽ chia sẻ cái link YouTube của Cò lên cái tác cộng đồng của gia đình Đất Trần, Đất Trần TV. Các bạn vào đấy chắc chắn các bạn sẽ biết hơn nhiều sự thật về Dubai như nào, thì đây hôm nay ông sẽ truyền tải các bạn nhiều hơn rất nhiều nhé.